Chào các bác nhé. Đúng nghĩa hôm nay là chiều cuối năm các bác. Hôm nay là ngày 31 dương lịch tháng 12. Đúng nghĩa chiều cuối năm theo tiết dương ấy. Ngày mai là công chức anh em được nghỉ rồi. Thì hôm qua bắt cái cây này. Hôm nay cũng muốn làm tí cho nó hên xui, cho nó đỏ. Cây xí búp đỏ mà các bác. Đấy, rất đỏ. Chất rất đỏ. Chất thì sạch sẽ và trên chậu cũng lâu rồi và nó có cái lọc lá thì hy vọng nó vận mệnh nó đỏ, nó may mắn lên nhé. Toàn thể anh em các bác cũng như là cho chính tôi các bạn, nó là cây cây si ba vai búp đỏ, cây si ba vai búp đỏ và tất nhiên nó chưa được xuất sắc nhưng mà mình về mình làm giá nó cũng hợp lý rồi. Thì mình về mình làm. Thứ nhất là em thay sang cái chậu này. Chậu này nó cũng chẳng đẳng cấp hơn cái chậu này là bao đâu, nhưng mà nó vừa khít. Cái chậu này thì nó hơi dài. Thay sang và chỉnh sửa. Đầu tiên là xử lý một số những cái vết nó còn lèm nhem. Xử lý một số cái vết. Cái chỗ này là không phải em đục nữa, mà chủ cũ không đục, nhưng mà mình cũng chưa ưng cho lắm. Chỗ này là phải bỏ đi một tí nữa. Đây nữa, một tí nữa. Đại loại là như vậy. Cái tay này thì thôi thì cắt luôn. Và cái ngọn này thì lúc mới về đảo nó ra đây rồi. Lấy cái này lên làm ngọn, cái này làm chi. Đấy, bao vai. Mặt chính nó sẽ chọn như này. Nó sẽ theo góc chéo của cái chậu này như này. Đấy, và cái tay này cố gắng cắt vát đây. Hoặc là bằng cách nào nó xé cái chỗ này ra để vam được nó xuống. Vam được nó xuống. Để cho nó, cái ba vai nó thật là rộng và nó không bị đè nhau. Cái tay này nó đang bị đứng và dài. Đấy, thì cái hướng đầu tiên là muốn bẻ cái này xuống thì không phải cắt cái khẩu này. Nếu mà không bẻ được ý, thì chắc phải cắt và đục cái miếng này đi để nuôi cái tay phóng nó ra đây, cho cái ba vai nó rộng. Bẻ được thì là đẹp nhất, nhưng mà tôi đang rất ngại vì nó có cái vết đây này. Có cái vết đây thì liệu rằng đục của đây và vít xuống nó có bị toạc không? Bị toạc không? Và cái thứ hai là khi mà mình cắt ở đây đi thì cái chỗ này nó đang lại bị bé. Chỗ này lại bị bé hơn so với hai cái vai còn lại. Thì cũng cần phải suy nghĩ. Thì tí nữa thì cứ cắt luôn các bạn. Cái chỗ này thì cắt luôn. Mặc dù cút nó còn bé nhưng mà thôi cắt luôn. Cắt luôn, cắt cho nó rõ hình hài cây sau nuôi sau. Các bác ạ. Biết là nó sớm nhưng mà thôi. Cái chỗ này đục cái chỗ này và làm cho nó bóp méo cái cổ đi cho nhìn nó đỡ đứng cứ đờ cái chỗ ấy. Đấy rồi. Và cái mặt chính của cái chỗ cái mặt kia là góc chéo này thì mặt sau nó sẽ để như này. Đấy. Các bạn nhé. Bây giờ triển khai phát xong rồi. Đây, búp rất đỏ. Đấy. Ok, xanh AC ba vai. Làm tí cho nó. Đấy, đang có mưa các bạn, mưa xuân. Để em dựng cái máy quay lên các bác nhé. Đây các bác. Thì cái khẩu này xử lý thì xin phép là em sẽ quay cái kết quả sau. Hôm nay thì còn đang tính đó. Còn đang tính đó. Chỗ này cổ này, cái phương án đó. Một là cắt, hai là đục đây thì cũng phải tính. Nếu mà quét ở dưới này để van nó xuống thì cũng phải xem mà. Độ rộng thì nó đã thẩm mỹ rồi nhưng mà nó lại mất cân đối cái độ to giữa cả cái vai với nhau. Đấy, thì cái đấy xin phép là làm sau và quay kết quả lại các bác sau. Hôm nay chỉ làm cho nó rõ cái form ra vậy. Thì các bác nhận ra nó là cây ba vai và trồng sang cái chậu khác cho nó vừa vặn hơn. Quát nhé.
Ngày cuối năm và nói chung là từ mùng 1 âm một tháng đến bây giờ là quá nhiều chuyện xảy ra, rất đau đầu quá. Con cái ốm, cả nhà ốm, ốm theo cái kiểu oái oăm các bạn, mệt mỏi lắm, lúc lại ra viện nên làm cây tí cho nó ấm độ, tiếp tục chiến đấu. Đấy, con cái ốm đang khóc đều nhéo ở dưới đi các bạn, nhức đầu lắm.
cơ bản chỉ có làm sạch sẽ tí lại cái đầu thôi. Đấy các bác, thì bây giờ tiếp sang cái chậu này các bác. Vừa như cậu với mợ đấy, dáng dấp nó nổi lên hẳn. Thì cái chậu này nó cũng là cái bà chị, là một bà chị và rất là quý, và vì tặng cho mình cái chậu các bác ạ. Chứ tôi định mà mua cái chậu tàu cơ, nhưng mà thấy cái này nó vừa quá, cũng vừa như luôn. Thì nói chung là hợp. Vấn đề bây giờ chỉ là cái phẫu cái vai bên tay phải này thôi. Cái cổ của em vừa mới làm một tí rồi, ngon rồi. Đấy. Cái cổ có cái vết đục này. Đấy, quên mất vừa nãy hình như không quay. Đấy, vết này, vừa mới làm vết này. Alo, ai đấy, ai vậy nhỉ? Nói gì nhỉ? Cái này là sạch tí, sẽ ngồi cái gì ngồi sau. Mai mua lít sơ dừa phủ lên trên này, phủ lên trên này dưỡng nữa.
tạo hóa không? Ok các bác, tạm ổn rồi. Thì trời cũng đã tối. À quên, chưa níu cái này xuống. Tí nữa níu cái này xuống tí nữa. Quên mất. Đấy thì cái chậu này nó vừa vặn quá các bác. Nó vừa vặn. Nó đẹp chưa chắc đã phù hợp các bác. Cứ phù hợp là hay nhất. Thì cái cây này nó được cái là nó là bá vai rõ ràng. Bá vai rõ ràng. Cái này thì em sẽ xin phép xử lý sau. Xử lý là một buổi sau. Đấy các bác. Hôm nay tính chất là chuyển chậu, chia sẻ các bác. Và cầu mong cho đạt chào đón một cái năm mới nó thật là hên, thật là may mắn. Thật là đỏ như cái búp vừa cái xin này. Thật đỏ, thật hồng. Đấy, rất là rõ ràng. Rất đỏ có nhé. Đây. Đấy. Thì năm mới may mắn sung túc và vững vàng như ba vai, như kiềng ba chân này đến với tất thể toàn thể các bác đã theo dõi kênh của em từ suốt những năm tháng vừa qua. Đấy, cũng chẳng có cái gì hơn ngoài lời chúc gửi đến tất cả các bác. Cây này em đã làm khá sạch sẽ rồi. Cái cổ này thì đục cái mảng này là khá là ưng, ổn. Và một chút đây để cho nó thoát cái vai này đi. Đấy, chính nha. Cái mặt sau đây. Đấy, thế thì cái này sẽ phải rộng xuống. Thì chắc chắn phải làm rồi. Phương án nào thì sau này thì sẽ thông báo lại các bạn. Cơ bản thì là được một cây ba vai ngon rồi. Ba vai ngon rồi. Đấy các bác. Đấy. Quay hết cả cái chậu đi cho các bác xem. Cứ giá mà có cái phông các bác, có cái phông nền thì nó hợp. Và trời nó không tối mất rồi. Có cái phông thì nó ok hơn. Cây này thì thực tế chơi khá nhiều mặt, bốn mặt đều chơi được. Nhưng mà mình làm cây ba vai thì chọn cái mặt chính là mặt này là ok nhất. Đấy, nó thuận mặt và nó có chiều sâu. Cổ này thì được hạ phát rất được bóp méo chỗ này rất là hay rồi. Còn mỗi cái này thôi. Cái này thì chắc chắn là có phương án rồi. Đấy các bác. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở trong năm mới nha. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công.